Hi, xin chào các bạn. Mùa hè đến rồi, các bạn có kế hoạch gì cho mùa hè chưa? Chúng ta cùng xem bạn mèo Kitty xây dựng kế hoạch cho mùa hè này nhé. Đầu tiên đó là mèo Kitty. Mimi, em gái song sinh của Kitty. Fifi là bạn cừu nhỏ đáng yêu và hoạt bát. Thomas là bạn thân của Kitty. Bố của Kitty, mẹ Mary, mẹ của Kitty. Còn có ông nội và bà nội của Kitty nữa. Nhiệm vụ của chúng ta trong buổi hôm nay đó là đi tìm những hình dáng, những sticker tương ứng với kế hoạch của bạn mèo Kitty nhé. Trong quyển này có rất là nhiều những hình dáng phong phú, màu sắc thì bắt mắt, rất là dễ xé và dễ dán. Nào chúng ta cùng xem. Cuối cùng, kỳ nghỉ hè mà Kitty mong ước bấy lâu cũng đã đến. Thế mà trong ngày nghỉ đầu tiên, Kitty lại không đi chơi. Cậu ấy quyết định ở nhà để giặt quần áo, giúp mẹ làm việc nhà. Nhìn này, cậu ấy giặt được bao nhiêu là quần áo. Chúng ta hãy tìm những sticker quần áo, trang phục để treo lên móc áo giúp bạn ấy nhé. Đừng quên dán một chiếc đầm xinh xắn cho bạn mèo Kitty. Ngoài ra còn rất nhiều những cái bông hoa xinh xắn. Chúng ta sẽ lựa chọn chỗ phù hợp để dán những cái bông hoa này vào. Trong bộ hình dán này, các sticker đã được đánh số trang nên chúng ta rất là dễ dàng có thể tìm thấy những sticker để dán vào các trang cho hợp lý. Nào cùng ngắm nhìn thành quả lao động một ngày của bạn Kitty. Ở trang tiếp theo, sau khi giặt và phơi quần áo, Kitty cảm thấy khoan khoái vì đã tự mình hoàn thành công việc. Đúng lúc này, Fifi đến nhà Kitty chơi. Kitty rất vui vì lâu lắm rồi hai bạn không cùng nhau chơi. Đầu tiên, chúng ta sẽ dán trang phục cho bạn Fifi. Tiếp theo là trang phục cho mèo Kitty. Fifi mặc một chiếc váy màu hồng xinh xắn, trên đầu có cài một chiếc nơ màu hồng. Còn mèo Kitty của chúng ta thì mặc một chiếc váy màu trắng, xen lẫn màu đỏ và có chiếc nơ màu vàng xinh xắn. Bạn ấy còn đội trên đầu một chiếc mũ và đeo một chiếc nơ màu đỏ. Mèo Kitty có rất là nhiều đồ chơi, các bạn nhìn này, ngựa gỗ, trống, cù, rồi cả một chiếc tàu hỏa, một chiếc máy bay nữa. Sau khi vui chơi cùng bạn Fifi, Kitty và em gái Mimi cùng nhau đi dạo phố. Hai bạn ấy còn đi đến tiệm bán bánh mì, đến siêu thị và cả cửa hàng quần áo nữa. Ôi, Kitty và Mimi mua được rất là nhiều đồ. Đầu tiên là lựa váy cho Mimi. Mimi mặc một chiếc váy màu vàng đậm, phía trên còn có chiếc nơ xinh xắn. Mimi cài trên đầu một chiếc nơ màu vàng. Còn mèo Kitty thì đội một chiếc mũ rộng vành, trên mũ còn cài một chiếc nơ màu hồng xinh xắn. Đầu tiên ở tiệm bán hoa, chắc chắn là chúng ta sẽ dán hoa vào đây rồi. Ở tiệm bánh mì thì không có gì. Tiếp theo là đến tiệm mũ. Tiệm mũ đương nhiên là phải bán mũ rồi các bạn nhỉ. Mèo Kitty và em gái của mình mua được rất là nhiều đồ. Những hộp quà này chúng ta sẽ trang trí sao cho phù hợp. Mimi và Kitty có hai chiếc váy tông sẹp tông, thật là đẹp. Hai bạn mặc hai chiếc váy hoa rất là đẹp. Mèo Kitty mặc một chiếc váy hoa màu xanh nên sẽ đeo một chiếc nơ màu vàng. Còn Mimi sẽ mặc chiếc váy màu hồng nên sẽ đeo một chiếc nơ màu đỏ. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trưa, mặt trời tỏa nắng rực rỡ. Kitty và Mimi chưa muốn về nhà, hai bạn ấy quyết định sẽ ăn trưa ở ngoài trời. Thế là hai bạn liền ra công viên tìm khu đất trống, rồi mang hết đồ ăn vừa mới mua bày lên khăn trải bàn. Nào là bánh hamburger, táo,
Nào là trà sữa, sô-cô-la, bữa trưa của hai bạn trông thật thịnh soạn chưa kìa. Kitty còn có kế hoạch tham gia biểu diễn trong đoàn xiếc vào dịp hè. Cậu ấy cùng các bạn thay trang phục biểu diễn, rồi cùng các thành viên đoàn xiếc thể hiện những tiết mục vô cùng thú vị. Chúng ta hãy tìm những sticker còn thiếu để trang trí cho buổi xiếc thiếu nhi các bạn nhé. Trong kỳ nghỉ hè, Kitty còn muốn đến thăm trang trại của ông nội. Trang trại của ông nội rất rộng lớn, bên trong trồng nhiều loại rau và các cây ăn quả như cà chua, củ cải, cải thảo, táo. Kitty rất thích ngắm các cây trong trang trại của ông. Trong trang trại của ông nội còn trồng rất nhiều loại hoa, ngày nào ông nội cũng tưới nước cho chúng. Hôm nay trời nắng to quá, những bông hoa đều cần được tưới nước. Kitty liền cầm bình phun nước, chăm chỉ tưới nước cho hoa. Sau khi uống no nước, muôn loài hoa đều trở nên tươi tắn và rực rỡ. Tưới nước cho hoa xong, Kitty bắt tay vào làm nhiệm vụ tiếp theo là vắt sữa bò. Các cô bò sữa đang khoan khoái đứng sưởi nắng giữa đồng cỏ xanh. Kitty vừa làm vừa vui vẻ hát. Mimi cũng chạy đến giúp đỡ chị. Chỉ một lát sau, hai chị em đã vắt được một thùng đầy sữa. Chúng ta hãy trang trí những bình hoa, những bông hoa và các con vật sao cho bức tranh cánh đồng của ông nội Kitty trở nên đẹp hơn các bạn nhé. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy những đám mây màu xanh, màu hồng chưa? Trong trang trại của ông nội Kitty có đấy. Một chú chim rất lớn đứng trên mái nhà. Còn có hai con bọ dừa nữa này. Kitty từ trang trại trở về nhà được mấy ngày thì đến sinh nhật bà nội. Cậu ấy muốn mua một chiếc bánh gato để tặng bà. Vừa đến cửa tiệm bánh, Kitty đã ngửi thấy mùi bánh bay ra thơm phức. Cô bán bánh rất nhiệt tình, giới thiệu cho Kitty biết các loại bánh khác nhau. Cuối cùng, cậu ấy chọn một chiếc bánh gato được trang điểm bằng những quả anh đào trên mặt bánh. Ở đây, chiếc bánh gato của chúng ta không có sẵn, nên các bạn có thể lựa chọn màu để chúng ta tô màu cho chiếc bánh gato nhé. Đừng quên tô màu cho chiếc váy của mèo Kitty nữa. Buổi sinh nhật của bà nội đến rồi. Chúng ta cùng xem Mimi tặng bà nội gì nào. Mimi đi bộ đến tiệm bán hoa. Cậu ấy muốn mua một bó hoa thật to và rực rỡ để tặng bà.
Nhận được quà của Kitty và Mimi, bà nội rất là vui. Cả nhà ngồi quây quần, chúc mừng sinh nhật của bà. Sau khi mọi người hát bài hát, chúc mừng sinh nhật, bà nội nhắm mắt ướp một điều rồi thổi nến. Các thành viên trong gia đình lại rộ lên tiếng cười vui vẻ. Gia đình Kitty thật hạnh phúc phải không nào? Kỳ nghỉ hè đã kết thúc rồi. Bạn Kitty đáng yêu của chúng ta vừa trải qua một kỳ nghỉ thật bổ ích và lý thú. Các bạn có biết trong kỳ nghỉ hè vừa qua, Kitty đã đi đâu và làm những việc gì không? Còn các bạn đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của mình chưa? Video truyện tranh dán hình kế hoạch nghỉ hè của mèo Kitty đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký và chia sẻ video cho bạn bè. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Tạm biệt!